Kính bạch Thầy, con là một người đang sống khổ tâm vì từ lâu nay con đã yêu thầm nhớ trộm một thầy xuất gia. Này, con rất quý mến thầy ấy từ dáng đi, cử chỉ, vân vân. Lúc nào trong đầu con cũng chỉ nhớ đến hình bóng ấy. Con biết như vậy là không nên vì thầy đã cắt ái ly gia rồi. Con sợ nói ra sẽ làm thầy ấy phân tâm việc tu hành và như vậy là con có tội. Chính vì thế mà bấy lâu nay con không dám thổ lộ cho người đó biết về tình cảm của con và con cũng im lặng không dám tâm sự này với ai. Con muốn quên đi nhưng không thể quên được. Có đôi lúc con muốn nói ra nhưng con rất e ngại. Con biết càng tham ái thì càng khổ, nhất là đối với tình cảm không đi tới đích thì càng khổ hơn gấp bội. Nhưng tiếng nói của con tim mạnh hơn lý trí, biết như vậy là khổ đau mà không buông được. Trong tâm con đang rối bời, xin Thầy cho con một lời khuyên con phải làm sao ạ? Con xin cảm ơn Thầy. Cái việc này thì từ ngàn xưa cũng đã có rồi các con ạ. Thầy thì cũng không hiểu làm sao. Các sư thầy thì khi ở nhà thì chẳng cô nào thèm đến hỏi. Khi cạo chọc cái đầu đi rồi thì lại rất nhiều cô thương. Cũng lạ chứ nữa. Bởi vì thế cho nên bây giờ các con thanh niên cũng hay đi cạo đầu lắm. Hay cạo đầu. Thì cô bạn này cũng rơi vào cái tình trạng như vậy. Thương một cái thầy tu sĩ xuất gia rồi. Thương nhớ thầy từ dáng đứng, dáng đi và trong đầu không bỏ đi được. Cũng tội nghiệp lắm. Đây gọi là phải lòng. Yêu thầm nhớ trộm rất khổ. Thì bạn ấy đang rất khổ tâm. Nói thì không nói được. Làm sao bây giờ? Thế mà bảo quên thì nó không quên đi, bảo quên nó càng nhớ, thế mà gay go. Thầy cũng rất thông cảm với cái nỗi khổ này. Cái chuyện tình cảm các con thì không ai có thể lên cái kế hoạch ấy được. Đúng, bạn ấy nói là rung động con tim, cái không ai có thể mà lên kế hoạch cho nó được. Và cái đấy thì các thầy cũng không kết tội nó là xấu. Các con đến chùa thấy một sư thầy trang nghiêm, đẹp đẽ, phải không? Và thầy nói bây giờ cũng rất nhiều thầy đẹp trai đi tu lắm, rất nhiều. Người ta giác ngộ, người ta đi tu. Thế và mình sinh tình cảm quý mến, nhớ thương, nhớ thương thầy đó. Cái chuyện đấy cũng là lẽ thường. Tội thì nó không phải tội, nhưng nếu mà mình đến rồi mình tán tỉnh lôi kéo khiến cho thầy thối tâm tu về hoàn tục với mình thì lúc ấy nó thành tội, cấu thành tội rồi, nghe không? Còn tâm nó sinh tình cảm, cái chuyện đấy là tiếng nói trái tim, không ai bắt tội nó cả, nhé. Thế bạn này cũng biết cái việc này nó không đi đến đâu, nhưng mà cũng chưa biết được. Vấn đề là cái thầy kia, đó. Thế thì bây giờ làm sao? Sư phụ thì nghĩ là nếu mà để giải quyết cái khổ này, vì các con biết ý, yêu thầm nhớ trộm thì nó rất nặng nề. Các con hiểu không? Cái món mà mình chưa được ăn ý, thì mình tưởng tượng về nó lại càng nhiều và nghĩ nó càng hay, cho người ta hay nói là gì? Con cá mất là con cá to, là thế đó. Cái người mà mình không được nói, không được thưa thì nó càng ôm ấp mà lại còn nhìn thấy nhau nữa thì mới khổ. Cho nên bạn này rất khổ tâm. Thế thì sư phụ nghĩ thế này, cái người mà biết tu, ví dụ các con mà biết tu thiền định thì có thể đoạn cái tâm đó dễ, đoạn tâm đó dễ. Biết tu quán, nhà Phật thì dạy cho mình các cái cách quán, ví dụ quán về thân xác bất tịnh. Mình yêu Thầy ấy ở cái gì nhỉ? Mình thương Thầy ở cái gì? Ở đôi con mắt? Hay là thương Thầy ở cái miệng, cái khóe miệng Thầy nói nó tươi? Hay là ở cái nụ cười của Thầy nó duyên? Hay là ở cái hình thể của Thầy trông
rất là thanh tú đẹp đẽ. Thì nhà Phật có dạy một cái cách quán gọi là quán thân tướng bất tịnh con ạ. Quán thân tướng bất tịnh là bây giờ nếu thầy ấy mà tắt thở một cái, da nó đen xì lại, phải không? Bụng nó trương phình lên, máu mủ trong miệng nó chảy ra, xong rồi bắt đầu nó nứt, nó thối ra, ròi bọ nó chui hết cả da miệng, cả mắt, mũi. Tưởng tượng như thế. Nên sư phụ cung cấp cho con biết ở chùa đó là các thầy sư trẻ là mỗi thầy là có một cái tranh về xác chết các con ạ. À, là sư phụ cũng đã từng phải cho các sư nhà mình xuống dưới bệnh viện vào chỗ mà cái phòng để xác á, để ngồi đấy để quan sát một cái xác chết mà ghê lắm các con ạ. Có nhiều sư xuống quán xong về chưa không ăn cơm được. Đó, xác chết thì có thể là một cô gái, có thể là một chàng trai, nhưng mà khi mà nó là cái xác chết các con ạ, không yêu cho được đâu, không thể yêu được. Nó tím bầm vào, bắt đầu nó bùng ra, vào nó chảy rớt, chảy rãi ra, kinh lắm. Ở trong bệnh viện thì người ta không để đến lúc có ròi, nhưng mà các thầy phải quán một cái xác đến khi nó thối ra, ròi nó chui ra từ trong, trong thân. Rồi bên cạnh nó là cái mùi khăm khẳm của xác chết. Đó, phải thấy tất cả đấy thì không yêu được đâu, không thể yêu được. Nha. Thế đấy là cái cách quán của trong nhà Phật để đối trị cái tâm mà tham về sắc thân, tham về thân xác. Thế nếu bạn gái này mà muốn trừ cái tình cảm với cái sư thầy này mà quán được cái phép này thì sư phụ là nghĩ là nó sẽ đoạn được đấy. Đấy là cách thứ nhất, là cách mà tối ưu nhất là phải làm, phải quán thế. Chúng ta yêu nhau nó ở cái sắc đấy các con ạ, cái hình sắc đấy mà. Nhiều cái làm cho mình yêu lắm, nhưng khi ta quán kỹ ra, bảo yêu con mắt, ví dụ bây giờ móc con mắt của anh ấy ra cho mình để con mắt hai cái đĩa đấy, có yêu không? Không yêu. À, hàm răng của anh cười tươi đấy, bẻ hàm răng của anh để ở đây, yêu không? Hết yêu, hết yêu ngay. Đó, cái chuyện thật đấy con ạ. Đây là sư phụ nói là nói câu chuyện thật trong nhà chùa, các thầy đang tu và đang phải tu cái đó để trừ được cái tâm ái dục của mình. Nha, lòng ái dục do ý nghĩ sinh, ý nghĩ lại do tư tưởng sinh, mà do mình tư tưởng mình không thông được, mình không biết được cái chuyện này cho nên sinh. Đấy là cái bài đối trị thứ nhất để cho bạn dứt cái yêu mê say đắm thầy này ở dáng đi và dáng đứng, cái nhìn, tất cả mọi cái. Thế còn cái thứ hai thì để cho bớt khổ thì có thể phải gặp thầy ấy. Đây gọi là đối diện. Đến gặp thầy và thầy ơi, con yêu thầy lắm. Thầy có yêu con không? Nha. Yeah. Nếu mà thầy cũng bảo yêu em thì thôi thì về. Thì lúc ấy là tọa nguyện. Nha. Yeah. Thế mà thầy bảo không được. Nha. Yeah. Tôi đi tu rồi không thế được. Thế lúc ấy mình cũng rõ ràng trắng đen. Nhá, cái tâm của chúng ta thường nó hy vọng. Nếu mà không được gặp trực tiếp ấy, nó còn hy vọng, còn nuôi hy vọng. Và nó khao khát thì nó cũng kinh khủng lắm. Cái niềm khao khát mà đêm đêm đốt cháy thì kinh khủng lắm. Cho nên ấy, gặp thầy trực tiếp đi và nói thẳng, thầy con yêu thầy hay là em yêu thầy thì cứ nói thẳng ra. Nhá. Thế lúc ấy thầy trả lời nó rõ ràng. Nhá. Ở chùa thì ai tu được thì tu, không tu được thì về là chuyện bình thường. Nghe không? Không vượt qua được cửa ải thì về, bình thường. Yeah, cái đó không có tội lỗi gì cả. Yeah, con không tu được, con về, bình thường. Đấy, cái chuyện đó về không sao. Về thành đôi, thành lứa, không thành vấn đề gì. Nhưng mà cũng phải rõ ràng đó, để tâm mình nó biết à, mình yêu thầy nhưng thầy cũng yêu mình đâu, thầy yêu lý tưởng tu hành cơ. Để nó rõ. Và rõ như vậy rồi thì mình mới dùng lý trí để mình điều khiển cái tâm mình được nhé. Đấy, thì thầy khuyên bạn ấy là có hai cái cách để giải quyết vấn đề này. Nên một là học cái phép quán của nhà Phật, quán thân bất tịnh, và để mà chúng ta nhàm chán cái thân xác của cái sư thầy đấy. À, lúc mà thầy chưa đi tu, khi mà thầy học được cái phép quán thân bất tịnh này này, thì thầy đến cái tai nạn ô tô người ta chết ra tận nơi xem, óc yếc rồi lòng mề nó văng ra lung tung, quán hết
kinh lắm. Sau đó thì trông thấy ai cũng không thấy, không thể mê được. Nó chỉ là một cái bao bên trong chứa đầy những cái thứ bất tịnh. Đức Phật Thích Ca các con ạ, Đức Phật Thích Ca rất đẹp trai, rất đẹp, và rất nhiều người muốn gả con gái cho Phật. Thế thì gia đình nhà một cái bà này, ông bà này có cô con gái cực kỳ là xinh, rất nhiều vương tôn công tử đến xin cầu hôn, nhưng mà ông bà bảo không, các ông đều chưa đủ những cái tướng đẹp, tôi không gả. Con gái tôi nó là gọi là cành vàng lá ngọc này, tôi phải gả cho ai mà tôi phải thấy đầy đủ tướng đẹp nhất, tướng tốt nhất. Thế hôm ấy thì Đức Phật đi qua cái làng của ông này, đi khất thực rồi đi giáo hóa. Ông này ông ra ông nhìn thấy Phật, xong lại nhìn xuống cái vết bước chân của Phật, mà trời ơi, người này đầy đủ các hảo tướng tốt đẹp, nhất khoát mình sẽ gả con gái cho cái ông này. Thế là khi mà Đức Phật ngồi ôm bát, ngồi thọ trai ở một cái gốc cây ở bìa làng của ông, thì ông trang điểm cô con gái xong, ông dẫn ra. Ông bảo, thưa với Ngài, tôi thấy Ngài đầy đủ các tướng tốt. Đây con gái của tôi là Ngọc Ngà đây. Rất nhiều vương tôn công tử đến hỏi tôi không gả, nhưng mà tôi quyết định sẽ gả con gái tôi cho Ngài. Ngài hãy lấy con gái của tôi đi, nghe không? Thế các con biết Phật nói với ông bà thế nào không? Này ông bà, ta đã nhàm chán tất cả. Con gái của ông bà cũng là một cái đáy ra đựng các đồ hôi thối bất tịnh ở bên trong thôi. Ta không cần, ta không ham muốn đâu. Ông hãy đi về đi, nghe không? Ông đi về đi. Đấy, thế là ông này ông chưng hửng, ông phải đem con gái ông về, nghe không? Đức Phật biết, Đức Phật mà nhìn cô gái thì Đức Phật thấy luôn bên trong nào là não này, là cổ họng này, rồi là dạ dày, lòng mề, tim phổi, phân tiểu đầy trong bụng hết. Nó thấy làm sao mà yêu được, nghe không? Nhìn một cái là thấy ngay, giống như mình đi siêu âm ấy, thấy hết ấy. Ghê lắm, làm sao mà đấy thì đấy là cái cách quán của nhà Phật ấy, để mà không bị đắm mê về thân xác các con nhé. Cách thứ hai thì phải gặp trực tiếp, nói chuyện là nói dứt khoát. Còn nếu mà thầy cũng lại phải lòng của mình nữa thì thôi thì tùy, phải không? Thì là mình thắng rồi đấy. Còn thầy mà quyết chí tu hành thì thôi, là mình phải về dứt khoát nhé. Đấy là cái cách để giải quyết cái tâm tư bây giờ. Rồi, thầy xin trả lời. Thưa toàn thể đại chúng, trong kinh Pháp Cú Thí Dụ có kể một câu chuyện. Thời Đức Phật còn tại thế, có ông vua tên là Phất Gia Sa. Sau khi ông ấy đi xuất gia, đi vào thành La Duyệt Kỳ khất thực, đi ngang qua cổng của thành ấy, thì bị một con bò mẹ mới sinh con nó húc chết. Đó, cái ông vua Phất Gia Sa này, ông ấy nguyên là một vị vua sinh cùng thời với Đức Phật, mà nước của ông ấy thì cũng gần với cái đất nước của Phật. Phật là sinh ra ở nước Ca Tỳ La Vệ. Thế ông vua Phất Gia Sa này này, ông ấy cũng là một vị vua rất là hiền đức. Đấy. Và ông thì chưa biết đến Phật, nhưng ông có một ông vua bạn là vua Bình Sa Vương. Vua Bình Sa Vương là bạn của vua Phất Gia Sa. Hai người này chưa thân nhau lắm. Thì vua Bình Sa Vương lại là một Phật tử, một đệ tử thuần thành của Đức Phật Thích Ca. Cho nên vua Bình Sa Vương đã dẫn dụ khéo léo cho người bạn, vua bạn của mình là vua Phất Gia Sa được tiếp cận với Đạo Phật. Và sau khi mà ông tiếp cận với Đạo Phật thì ông thấy Phật Pháp thật là cao siêu, và ông cũng chưa gặp Đức Phật đâu. Ông mới hạ lệnh là nhường ngôi cho con, và ông cạo tóc đi xuất gia. Tức là ông tự cạo tóc của mình, rồi tự xin áo của thầy tu rồi mặc vào đi xuất gia. Thế thì sau khi ông đi xuất gia thì ông tính sẽ đi đến để gặp Phật. Thì Đức Phật biết được ông này có căn lành, có duyên lành, cho nên Đức Phật đã dùng thần thông đi đến với ông ấy và đã giáo hóa cho ông để ông được giác ngộ và ông chứng quả A-na-hàm. Nhưng mà Đức Phật cũng biết rằng ông vua Phất Gia Sa này ngày mai sẽ chết. Ngày mai sẽ chết. Cho nên Đức Phật đến giáo hóa cho ông trước để ông được đắc quả.
Thế và sáng hôm sau, sau khi gặp Phật xong, chia tay với Đức Phật, thì ông đi vào cái thành La Duyệt Kỳ này để khất thực buổi sáng sớm. Ôm bát đi khất thực. Thì vừa mới ra đi ngang qua cổng thành thì ông liền bị một cái con bò cái, bò mẹ nó mới sinh con. Nó rất là dữ, sao mà nó nhìn thấy ông, thế là nó xông ra, nó húc ông lòi ruột, chết ngay tại chỗ, không ông chết luôn. Đấy, các ông thấy, Đức Phật thì biết, Đức Phật ngày hôm qua đã biết rằng ông này ngày mai thì sẽ bỏ mạng, sẽ chết, cho nên Ngài đã đến trước để giáo hóa cho ông đắc quả A-la-hán. Và ngày hôm sau thì ông bị bò húc chết, sau khi bò húc chết thì ông được tái sinh lên cõi trời và hưởng cái quả an lạc ở trên cõi trời A-la-hán. Đây là câu chuyện tiếp tục rất là đặc biệt. Cái người chủ của con bò ấy thấy nó húc chết một vị tu sĩ thế này thì sợ quá, mới liền bắt con bò về và bán cho một người chủ khác ngay lập tức, sang tên ngay, bán cho ông hàng xóm. Thế thì ông hàng xóm này mới dắt cái con bò mẹ này cho nó đi uống nước. Thì vừa mới dắt chưa đến bờ ao thì nó lại húc cho ông cái nữa và ông cũng chết. Ông cũng chết ngay tại chỗ. Thế thì con trai của ông ấy thấy sợ quá và cũng tức giận cái con bò này. Mới thấy nó vừa mới húc chết một vị tu sĩ, bây giờ lại húc chết bố mình. Thế là cậu con trai mới dắt con bò về, trói vào và giết con bò, chọc tiết một thịt con bò. Khi mà giết con bò xong thì mang thịt của nó ra ngoài chợ ở đầu làng để bán. Các bạn ạ, để bán. Thế thì hôm ấy có một cái ông nông dân đi ra chợ mua đồ, rồi ông đi qua cửa hàng bán thịt bò này, ông vào ông mua. Thì ông mua luôn cái đầu con bò đấy các con ạ, mua đầu con bò về. Thế và ông gánh cái đầu con bò về, trên đường về nhà, trời thì nắng, ông mới ghé vào một cái gốc cây đa, ông ấy nghỉ. Nghỉ thì ông mới treo cái đầu bò lên trên cành cây. Thế và ông mới nằm ở dưới, ông nghỉ ngay dưới cái đầu bò. Các con ạ, đang nằm nghỉ, đang ngáy khò khò thì không ngờ cái dây thừng mà buộc cái đầu bò ở trên làm sao nó lại đứt các con ạ. Nó đứt, thế là cái sừng bò nó cắm thẳng vào tim ông ấy, chết ngay tại chỗ. Chết ngay tại chỗ. Đây, các con thấy câu chuyện nó kỳ lạ. Ông chết ngay tại chỗ. Thế thì cũng là trong làng cả thôi. Dân làng biết. Mà làm gì mà trong một ngày hôm nay lại đến có ba cái đám tang như thế này xảy ra ở khu vực địa phương của mình thế này. Thế là chuyện nó đồn ồn ào. Đồn đến tai vua Bình Sa. Vua Bình Sa là chính là bạn của ông vua Phất Gia Sa đấy. Thế thì vua Bình Sa lúc ấy ngạc nhiên thật, bảo tại sao mà cái con bò này trong một ngày mà nó giết chết ba mạng người. Ba mạng người nó chết rồi, nó vẫn làm người khác chết. Thế thì vua Bình Sa nghĩ rằng đây chắc là một cái điểm gì, điểm gở gì cho đất nước mình đây. Đấy, thì các con thấy một ông vua, ông rất là lo nghĩ cho dân, cho đất nước. Cho nên trong dân xảy ra một cái chuyện gì mà ông thấy nó bất thường, bất tường, thì ông đều nghĩ hay là quốc gia mình có sự cố gì đây. Những vị vua mà người ta chăn dân có tâm là người ta nghĩ thế đấy. Đó, thế ông vị vua. Hoặc là nhìn lên trời mà thấy nhật thực, nguyệt thực có gì bất thường là vị vua người ta nghĩ năm nay dân mình có bị làm sao không? Phải nghĩ cách gì, lễ thế nào, tu dưỡng thế nào để cho dân mình được tốt, không bị những cái nạn thiên tai, bão lũ. Đó, những vị vua ngày xưa mà có tâm với dân họ như vậy đấy các con ạ. Thì ông vua Bình Sa này, ông thấy câu chuyện dân đồn đến tai ông là trong một ngày một con bò giết chết ba mạng người như thế này, ông nghĩ đây là cái điểm gở của đất nước. Thế là ông ấy sắm xe ngựa vào và ông đi đến chỗ Đức Phật. Đức Phật thì đang ngự trong đất nước của ông mà, Đức Phật Thích Ca. Ông đi đến và vào lễ Phật xong
Ông ấy chắp tay hỏi Phật thế này: Bạch Đức Thế Tôn, thật là lạ lùng, thật là lạ lùng. Có một con bò mẹ đã giết cả ba mạng người trong một ngày. Vì có chuyện này nên con thấy bất thường mà đến đây xin được thỉnh ý kiến của Phật. Xin Phật chỉ dạy cho con xem chuyện này có cái vấn đề gì nguy hại đến đất nước không. Đức Phật mới ôn tồn bảo vua Bình Sa Vương thế này: Này Đại Vương, tội báo đều có nguyên nhân, không phải ngẫu nhiên mà ngày nay có ra. Tất cả tội báo nó xảy ra nó đều có nguyên nhân các con ạ. Không phải là ngẫu nhiên mà ngày nay mới có ra. Các con học triết học rồi, hai cái phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên, có phải không? Ở đời chúng ta vẫn nói là tất nhiên, cái này nó xảy ra như vậy là tất nhiên hay tất yếu. Thế còn cái này là ngẫu nhiên, tình cờ. Hôm nay tôi đi xe ra đường, tình cờ tôi bị cái thằng say rượu nó đâm vào. Nghe không? Đấy là tình cờ, ngẫu nhiên. Hay hôm nay tôi đi tình cờ một hòn đá, người ta chở đá nó rơi vào đúng đầu tôi. Tình cờ, ngẫu nhiên. Thế thì ở triết học chúng ta thì nói có cái phạm trù là tất nhiên và ngẫu nhiên hay tất yếu và ngẫu nhiên. Nhưng mà đối với cái nhìn của Phật Pháp chúng ta thì không có một cái gì là ngẫu nhiên các con ạ. Ngẫu nhiên tức là nó chả có lý do gì cả, vô cớ, vô duyên. Các phải không? Vô duyên, vô cớ, tự nhiên lại xảy ra chuyện này với tôi. Phải không? Vô duyên, vô cớ. Nhưng mà trong Đạo Phật mình thì thật là không có cái gì vô duyên, vô cớ đâu các con ạ. Nó đều có nguyên do của nó. Nếu khéo nhìn, quan sát thì sẽ tìm ra được nguyên do của nó, các con ạ. Đấy, cho nên Đạo Phật mình mới nói có cái luật nhân và quả, các con ạ. Nhân gieo và quả gặt. Không có cái gì ra ngoài luật nhân quả được. Thế thì Đức Phật mới nói là tội báo đều có nguyên nhân, không phải ngẫu nhiên ngày nay mà có ra đâu. Ông vua Bình Sa ông nói: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài nói rõ nguyên nhân cho con được biết. Thì Đức Phật bây giờ Ngài mới kể rõ nguyên nhân đây các con này. Thời ngày xưa có Đức Phật nó hạnh phúc như vậy đấy các con ạ. Chúng ta bế tắc chuyện gì là cố gắng chạy tìm được gặp Phật. Bạch Phật, con bạch Thế Tôn, nhà con hôm nay có chuyện này, nghe không? Không biết là nguyên do vì sao, nghe không? Vợ con hôm nay tại sao nổi đóa lên với con, không biết nguyên do làm sao, nghe không? Con tại sao tự nhiên mà nó đổ đốn ra, trước đây nó ngoan, bây giờ nó hư lắm, không biết làm sao. Mà chúng con vẫn dạy dỗ như thế, nghe không? Thế công việc làm ăn của con dạo này tại sao nó cứ lụn bại? Hỏi Phật hay các vị Thánh Tăng, các Ngài có thể nói chúng ta rõ nguyên nhân. Mà các con biết khi ta biết nguyên nhân thì sao? Ta sẽ biết cách để ta giải quyết và ta điều phục. Cũng giống như bệnh ấy, chúng ta đi khám bệnh mà biết rõ nguyên nhân của bệnh thì chúng ta sẽ tìm ra cách để điều trị bệnh. Biết rõ nguyên nhân nó là cái gì thì từ đó ta mới có tìm ra cách. Tất nhiên thầy thuốc bây giờ thì cũng không phải là lúc nào cũng có thể tìm được ra thuốc để chữa bệnh. Nào, đấy những cái căn bệnh thế kỷ bây giờ như bệnh SIDA chưa có thuốc trị. Wow. Rồi một số cái bệnh virus bây giờ đó là chưa có thuốc trị, đặc trị. Đó. Thế nhưng với Đức Phật thì Ngài chỉ rõ nguyên nhân và Ngài chỉ được cái cách chúng ta để chúng ta điều trị cái nguyên nhân này cho nó dừng được cái kết quả. Đó. Đấy là cái hạnh phúc của người xưa khi có Phật. Chúng ta bây giờ xa Phật quá rồi các con ạ. Xa Phật quá rồi, 2000 mấy trăm năm rồi, không được gần Phật. Cho nếu mà được duyên gần Phật thì rất là hay. Cho nên Sư Phụ thì cũng cố gắng để làm sao kéo Phật gần lại với các con, để cho các con gần với Phật hơn. Mà nếu không kéo thì các con bỏ Phật chạy xa tút tít đi, nghe không? Có khi không biết Phật là ai và không tin là có Phật. Nhưng mà nhờ câu lạc bộ Tuổi Trẻ Ba Vàng, các con tin có Đức Phật. Cái đấy là sự thật các con. Đức Phật là sự thật, là con người thật, không phải là huyền thoại, không phải là viễn tưởng. Đức Phật là con người thật,
Các con tin như vậy, chắc chắn như vậy. Những điều Đức Phật dạy đây là có sự thật và đúng sự thật, đúng chân lý. Đó. Thế thì Đức Phật với cái con mắt đặc biệt của mình, với Phật nhãn của mình, Ngài kể lại câu chuyện cho vua Bình Sa nghe như thế này. Này Đại Vương, thuở xa xưa có ba người thương gia đi đến một cái nước bên cạnh để buôn bán. Và đến nước này rồi thì họ thuê ở trọ nhà một bà lão đơn chiếc, bà lão cô đơn, có một bà già thôi. Ba cái vị thương gia này đi sang cái nước bên để buôn bán. Thế đến đó rồi thì các vị đi thuê nhà trọ, thuê luôn nhà của một bà lão già, cô đơn, thuê nhà quá. Đến kỳ trả tiền thuê nhà cho bà lão, vì thấy bà lão cô độc nên ba người quyết định ăn quỵt tiền không trả. Ba chàng thương gia thấy bà lão già tính chuyện ăn quỵt. Các con ở đây á, sinh viên đi thuê nhà có đứa nào tính chuyện ăn quỵt tiền nhà không? Nghe câu chuyện này, cẩn thận. Ba chàng thương gia thì chắc là cũng còn trai trẻ. Bây giờ bà lão già trông bà lọm khọm thế này thì nghĩ lừa bà hay quỵt bà dễ không, đúng không? Cho nên ấy, mới nảy ra ý định ăn quỵt tiền không trả. Thừa lúc bà lão đi vắng, cả ba lén bỏ đi. Đấy, bây giờ bà đi vắng là bỏ đi. Khi bà lão trở về không thấy ai cả, liền hỏi hàng xóm, mới hay là họ đã bỏ đi hết rồi. Bà hỏi hàng xóm thì biết là ba cái chàng trai này đã bỏ đi hết rồi. Bà mới tức tốc đuổi theo. Bà lão già, nhưng bà tức tốc đuổi theo, bà cũng tiếc của, tiếc tiền chứ, đúng không? Nó thuê bao nhiêu lâu rồi, bây giờ đến ngày trả tiền nó lại không trả, xót của. Nhất là các cụ già lại càng tiếc của, đúng không ạ? Càng già lại càng hay tiếc của. Bà mới tức tốc đuổi theo, mãi hồi lâu sau chạy nhọc bơ phờ bà mới bắt kịp họ. Thế thì ba chàng trai này nghĩ là mình trốn đi thế này chắc bà không đuổi đâu, không đuổi kịp mình đâu, cho nên cứ thúc thắc mà đi. Còn bà lão thì bà chạy, chạy cho nên cuối cùng bà cũng bắt kịp. Xong khi ba vị khách trọ này nghe bà lão đòi tiền thì lại đồng thanh nói ngang, bảo rằng là chúng tôi đã trả tiền cho bà rồi, sao lại còn đòi nữa? Đấy, bây giờ lại nói thẳng như thế, các con thấy không? Đây là mình đối với lại cả chính chủ của mình luôn mà dám nói ngang như vậy đấy. Ví dụ có ai làm chứng cơ, các con ạ, đúng không? Có một người khác làm chứng thì nói như thế, là tôi đã trả tiền cho bà ấy rồi. Có thể lừa kiểu đấy, đằng này nó nói dối luôn với bà thì bà biết chứ, chưa trả tiền cho bà thì bà biết chứ. Thế nhưng ba chàng trai này vẫn to lời lớn tiếng mà nói rằng là chúng tôi đã trả tiền cho bà rồi, sao bà lại còn đòi nữa? Lại đổ cho bà là bà già, bà lú lẫn, bà quên chăng? Nghe không? Đấy các con ạ, tuổi trẻ chúng ta cũng rất dễ mắc những bệnh này. Nghe không? Kế đó, ba chàng này ấy, còn mắng chửi cho bà một trận thậm tệ. Mắng chửi bà một trận thậm tệ. Bà lão thấy mình sức yếu, thế cô không làm sao được, nên đành chịu mất tiền, ngậm hờn, ất ức, phát lời thề trước ba vị thương khách này. Bà ức quá, thôi chịu thua rồi, giờ chúng nó không trả thì mình biết làm sao, mình cũng chả làm gì được chúng nó, chả đánh được chúng nó. Thôi, nuốt cái ức vào trong. Và bà thề độc này: ta nghèo khổ như vậy mà các ngươi vẫn nhẫn tâm lường gạt ta. Ta nguyện đời sau sinh ra chỗ nào, hễ gặp các ngươi thì quyết giết chết không tha. Gặp các vị ở chỗ nào thì quyết giết chết không tha. Chừng nào giết được thì lòng ta mới hả dạ. Dẫu là các ngươi có tu hành đắc đạo cũng không bỏ qua cho các ngươi. Dẫu các ngươi có tu hành đắc đạo cũng không bỏ qua. Đấy. Như vậy các con thấy là kể cả người tu hành dù có đắc đạo nhưng mà nếu còn chịu quả báo thì vẫn phải trả, các con ạ. Vẫn phải trả đấy. Như vậy các con thấy cái luật nhân quả nó ghê gớm không? Nhân quả là không chừa bất kỳ một ai, các con ạ.
đã gieo nhân thì sẽ phải gặt quả, không chừa bất kỳ một ai. Dù là người ấy có tu hành đắc đạo cũng vẫn phải trả quả. Nếu quả báo của mình còn quả báo thì mình vẫn phải trả. Đức Phật mới nói với vua Bình Sa: Này Đại Vương, bà lão thuở đó nay chính là cái con bò cái đấy. Bà lão ấy đó, kiếp này bà tái sinh làm cái con bò cái, bò mẹ đấy con ạ. Ba cái vị thương khách chính là vua Phất Gia Sa và hai cái vị sau này bị bò húc chết. Đó. Như vậy các con mới thấy là đấy là quả báo đấy. Đấy, nhân quả. Chúng ta thấy ghê gớm không? Và như vậy ba người này chết cùng luôn một ngày. Nếu mà ba vị này mà có duyên mà lại sinh vào cùng một gia đình, hoặc làm cha, hoặc làm anh, hoặc làm em, thì cũng phải chết như thế trong một ngày. Và chết như vậy mình gọi là chết gì? Chết trùng đấy con ạ. Ở đây là ba vị này là ba gia đình khác nhau, nhưng do quả báo mà phải chết trùng trong một ngày. Do cái lời thề độc, lời nguyền độc của bà lão già. Đấy, bà nguyện là dù ở đâu nếu gặp lại thì bà cũng quyết giết chết bằng được, bà mới hạ dạ. Cho nên ý, các con thấy vậy thì cái con bò thôi, lúc đầu con bò nó húc chết ông này thì đã đành. Rồi thứ hai con bò, lần thứ hai nó húc chết cái ông thứ hai thì cũng đã đành. Có phải không? Thế nhưng mà đến cái đầu bò là cái đầu bò chết rồi, mà nó cũng phải làm người khác chết. Vậy lúc này cái đầu bò nó có còn suy nghĩ gì đâu, đúng không các con? Nhưng mà cái gì khiến cho cái người kia bị chết vì cái con bò này? Đấy là cái nghiệp các con ạ, nghiệp báo. Nó khiến là người này phải chết vì cái con bò này. Chứ cái đầu bò treo lủng lẳng nó có biết nghĩ gì đâu, nó cái đầu bò chết rồi, đúng không các con? Bảo lúc con bò nó còn sống nó còn biết trả thù. Đấy nhá các con nhá, nó còn biết trả thù thì ta không nói. Nhưng cái đầu bò chết rồi, cắt ra rồi, thế mà nó cũng còn làm chết người khác để cho trả hết cái nghiệp với nhau đấy các con ạ. Cho nên có nhiều những cái chết con mình thấy nó rất là vô tình, nhưng lại không phải là vô tình đâu các con nhé, không phải vô tình, đều trong nhân và quả đấy các con. Đấy, nhân và quả. Đức Phật mới nói một bài kệ cho vua Phất Gia và đại chúng thế này: lời ác hay mắng chửi, kiêu mạn khinh miệt người, ai làm hạnh nghiệp này, thù oán sẽ theo đây. Đã. Lời ác và hay mắng chửi, nghe không? Nói lời hung ác và hay mắng chửi, thóa mạ, xúc phạm người khác, kiêu mạn khinh miệt người, nghe không? Kiêu mạn khinh miệt người. Tuổi trẻ các con thì thường hay mắc cái tính kiêu mạn. Kiêu mạn về tuổi trẻ, kiêu mạn về sức khỏe, kiêu mạn về trí tuệ, nghe không? Tôi thông minh hơn mấy ông già kia, tôi nhanh hơn mấy ông ấy, phải không? Cho nên các con mà vào công ty làm thì thường mấy cái vị lớn lớn tuổi già già là các con cũng hay khinh. Mấy anh trẻ trẻ hay ngồi xúm lại với nhau bàn tán chê bai mấy cái ông hơi già già, nghe không? Chê bai. Thế rồi cái từ mà bây giờ các con không phải gọi mấy cái vị già già là ông già đâu, gọi luôn bố mẹ mình là ông già. Cái từ ông già thực ra thì ngày xưa không có đâu con ạ. Ông già mà chỉ cha mình ấy, là gần gần đây, cách đây chắc vài 20 năm nó xuất hiện cái từ ông già nhà tao. Chứ còn trước đây không ai dám gọi bố là ông già, mẹ là ba già nhà tao. Nghe không? Gọi cái từ đấy các con ạ, trong cái từ đấy nó có thiếu cái phần kính trọng đấy. Nghe không? Thiếu cái phần kính trọng đấy. Mà nhất là người Bắc mình, người ta rất tôn trọng cha mẹ. Người ta không mấy khi gọi như thế, gọi là bố tớ, mẹ tớ.
bố mình, mẹ mình. Tất nhiên các con bây giờ thì cũng hay dùng những từ này lắm. Ông già tao, bà già tao. Và thế nhưng mà các con trong khi dùng nó phải cẩn thận cái tâm mình. Nếu dùng cái từ ông già, bà già với cái tâm không kính trọng, xem nhẹ thì các con cũng mắc một cái phần tội trong đó là tội bất hiếu, bất kính với cha mẹ. Thế thì ở đây Đức Phật dạy cái người mà hay nói lời ác và mắng chửi xúc phạm người khác, rồi kiêu mạn khinh miệt người khác. Cái người kiêu mạn và khinh miệt, người này rất hay bị đổ vỡ và thất bại các con nhé. Đấy. Ở đời người kiêu mạn thì hay bị vấp ngã, bị đổ vỡ và bị thất bại. Cho nên Sư Phụ rất mong tuổi trẻ các con ngay từ lúc nhỏ bắt đầu biết tu tập cái tâm, trừ cái tâm kiêu mạn, tu cái tâm khiêm hạ các con ạ. Người ta bảo khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ mà, tự kiêu một chút đã là thừa, nghe không? Người kiêu mạn, kiêu căng, tự phụ, ít được người khác giúp đỡ, hay bị cô độc, các con ạ. Cho nên ta tránh đi, các con nhớ, đừng học cái thói kiêu căng, tự phụ, nghe không? Nên học khiêm tốn. Khiêm tốn bao giờ cũng tốt và cũng được những cái lợi ích nhé. Thì Đức Phật dạy đấy, cái người hay nói lời ác và mắng chửi thóa mạ người, kiêu mạn khinh mạn người, ai làm hạnh nghiệp này thì thù oán sẽ theo đây. Người nào mà hay làm hay hành xử như vậy thì người này thường mang thù oán theo mình, mang thù kết oán với mọi người theo mình. Lời ôn tồn hòa thuận, tôn kính chẳng khinh ai, mở trói buộc an nhẫn, thù oán tự hết ngay. Nghe không? Người nào rèn luyện cho mình được cái đức tính biết nói lời ôn tồn hòa thuận, tôn kính chẳng khinh thường ai, nha, người ấy biết tôn kính không khinh thường ai. Sáng nay á, các con được lễ xuất bát cúng dường chư tăng. Khi lễ, ban tổ chức có hướng dẫn các con là quỳ xuống xớt vào bát rồi chắp tay cúi xuống kính lễ chư tăng. Có thể có những bạn còn thấy cái này là cái gì đó rất là khiên cưỡng, nhưng có những bạn thì rất thuần thục chắp tay kính lễ chư tăng với cả cái tâm thành kính. Có bạn thì chưa quen kính lễ, nhưng mà các con cứ chắp tay cúi xuống như vậy, nó cũng đã bắt đầu gieo được cái hạt giống tôn kính rồi đấy, nghe không? Mình đã gieo được hạt giống. Và dần dần đấy, các con đến chắp tay trước một người đáng tôn kính rất là dễ, sẽ không khó. Trước đây các con chưa phải Phật tử mà gặp nhau, gặp các thầy chắp tay chào cũng khó rồi. Nhưng bây giờ đến chùa con gặp chắp tay chào rất là dễ vì mình quen. Sư Phụ đi Thái Lan hay đi Miến Điện, những người dân bên đấy người ta gặp chư tăng hay gặp nhau, người ta cũng chắp cái tay chào xá xuống rất là đẹp. Nghe không? Và đấy là một cái thể hiện một cái sự khiêm tốn, khiêm cung của mình đối với những người cao quý. Và như thế mình được cái phúc báo các con ạ, được thêm cái phúc báo. Lời ôn tồn hòa thuận, tôn kính chẳng khinh ai sẽ mở trói buộc và an nhẫn thù oán tự hết ngay. Nha. Những cái người mà mở lòng mình ra, không ôm chấp những cái oán thù, tâm mình an nhẫn thì những các cái thù oán sẽ dần dần diệt đi, không còn. Đấy, ở đời các con ạ, rất nhiều người gây thù, gây ác với mình, có. Nếu mà mình ôm chấp trong lòng thì cái thù, cái oán ấy không bao giờ nó hết. Chân Phật dạy chúng ta nên cởi bỏ cái hận thù đi, các con ạ. Cởi bỏ cái hận thù đi, nghe. Còn ôm ấp cái hận thù thì mình chỉ khổ thôi. Đấy, giống như Sư Phụ nói là Việt Nam với Mỹ mình có phải không? Từng một giai đoạn chiến tranh khốc liệt, nhưng bây giờ chiến tranh qua rồi mà ta cứ ôm cái hận thù thì có được lợi ích gì đâu, phải không? Đấy, thời gian nó đã thay đổi hết rồi. Cho nên người mà khéo biết sống, có trí tuệ thì phải biết thức thời là như vậy. Thời bây giờ đã thay đổi, không thể ôm mãi cái hận thù ngày xưa mấy mươi năm rồi. Wow. Mấy mươi năm rồi ta vẫn hận thù là ta khổ, không được lợi ích. Đấy. Và cái người
Ở Mỹ chẳng hạn, cái người ngày xưa đó, người ta đánh mình, người ta có khi cũng qua rồi. Cho nên ấy, mình phải biết khép lại cái trang cũ, mở cái trang mới. Trong quan hệ tình bạn của các con cũng thế. Có những lúc bạn bè gây cho mình những cái đau khổ, nhưng chúng ta nếu khéo biết sống thì ta biết mở lòng, hỷ xả, bỏ qua những cái hận thù ấy đi. Nghe không? Các con mới có thể có được cái tình bạn tốt đẹp hơn được. Nếu còn các con cứ ôm chấp ấy, thì các con khổ mãi. Nào, cái thù hận mà mình mang nó xuống dưới mồ nữa thì thôi rồi. Nghe không? Để làm sao tuổi trẻ con phải thế, rất dễ dàng tha thứ, bỏ qua. Nghe không? Bỏ qua. Đó. Bản thân sư phụ cũng thế. Mình rất dễ bỏ qua cho mọi người những cái lỗi lầm của họ, rất dễ tha thứ cho họ, không chấp trước, không ôm cái oán hận. Đó. Phật dạy tiếp, phàm người sống ở đời, miệng lưỡi chính là gươm đao, chửi rủa mắng nhiếc nhau là cầm đao tự hại. Đấy, Đức Phật dạy đấy, phàm người sống ở đời, miệng lưỡi mình lại chính là gươm đao các con ạ. Trong nhà Phật thì có câu gọi là phủ tại khẩu trung. Phủ tức là cái búa, tại khẩu trung tức là ở ngay trong miệng của mình. Cái búa sở dĩ mà nó chém mình, nó lại nằm ngay trong miệng của mình các con ạ. Cái lưỡi của mình đấy. Cái lưỡi mình không khéo dùng, nó chính là cái kiếm, là cái búa đập chết mình, chém chết mình. Cho nên mới gọi là họa tùng khẩu xuất là như vậy các con ạ. Cho nên người ở đời phải khéo giữ cái miệng, nào tu khẩu nghiệp. Phật dạy là tu khẩu nghiệp, không thì từ cái khẩu nghiệp này gây ra biết bao nhiêu cái họa hại cho chúng ta và cho mọi người. Đó. Cho nên nhà Phật gọi là miệng lưỡi chính là gươm đao. Đó. Lời nói của chúng ta, ngôn ngữ của chúng ta làm sao nó phải đem lại lợi ích cho mình và cho mọi người. Nghe không? Đấy, các con nói, các con viết, các con tư duy làm sao nó phải lợi ích và đem lại lợi ích, chứ đừng có nói xuất ngôn và ngôn ngữ của mình nó làm khổ đau cho người, là chúng ta hết sức cẩn trọng. Đấy. Chửi mắng, rủa mắng nhiếc nhau là cầm dao tự hại. Đức Phật dạy xong thì vua Bình Sa và tất cả quần thần đều phát nguyện gìn giữ lời nói nghiêm túc, cẩn thận và nguyện làm các việc lành, rồi lễ Phật ra về. Câu chuyện này đến đây thì là hết. Nhưng mà qua câu chuyện này, ở đây Sư Phụ muốn nói với các con để các con thấy, nó liên quan đến cái chuyện mà từ đầu Sư Phụ nói gọi là chết trùng. Chúng ta thấy có rất nhiều gia đình sau khi có một người này chết thì liên tù tỉ, một thời gian ngắn sau có người tiếp chết, một thời gian ngắn sau nữa lại có người chết, có khi 3-4 người chết liền tù tỉ. Và người ta bảo đấy là chết trùng, người ta bảo đấy là trùng tang. Và ai cũng rất là sợ, ai cũng rất là lo lắng. Khi nhà nào mà có người chết bảo là bị chết trùng là rất sợ, cả nhà lo lắng, hoảng sợ, vì không biết là cái trùng này nó rơi vào ai. Rơi vào ai? Lo lắm các con ạ. Là đi xem bói loạn hết cả lên. Và rồi đi đến đền, điện, phủ, lễ, bái, cầu loạn hết cả lên. Vì sợ là trùng ấy nó đến với mình. Đã, đến với mình. Cho nên ấy, cái câu chuyện chết trùng nó cũng làm cho biết bao nhiêu con người đau khổ. Và thực sự thì cũng chưa có ai lý giải. Thế thì có nhiều vị thì lý giải, nói theo những cái lý thuyết nó rất là mập mờ mà nó không có căn cứ gì cả. Và có chỗ thì họ giải thích là có quỷ trùng, có thần trùng, vì mình chết vào cái giờ đấy gọi là giờ trùng các con ạ. Cái người này chết vào giờ đấy là giờ trùng, có thể chết rồi, chết vào giờ trùng rồi, thế là thần trùng nó về nó bắt, nghe không? Thế hoặc là chết vào giờ trùng thì vong hồn người chết ấy, xuống dưới âm ti, Diêm Vương lại bắt vong hồn dẫn quỷ sứ về nhà để bắt người tiếp người nhà mình. Đó. Đấy, đấy là câu chuyện bảo là do chết vào giờ trùng.
Thế thì thưa các con, đó, là cái câu chuyện này nhiều người lo lắng lắm. Bản thân sư phụ thì cũng thế, thường xuyên phải nghe và trả lời cho những cái người như vậy. Thì qua câu chuyện hôm nay, các con đã biết cái nguyên do của cái việc chết trùng chưa? À. Nó quả thật là không có thần trùng, không có quỷ trùng, không có ma trùng và cũng không có cái chết vào giờ chết trùng, không có. Mà nó có cái gì trùng các con? Nghiệp trùng nhau. Ba người này cùng nhau làm cái nghiệp ác này, cùng nhau làm nghiệp ác. Nếu ba người này mà có đủ duyên cùng tái sinh vào trong một gia đình hoặc một dòng họ thì rõ ràng người ta bảo nhà này chết trùng. Đấy thế thôi. Vậy thì ở đây có cái nghiệp trùng nhau cho nên xảy ra cái chuyện chết trùng nhau. Không phải có thần trùng, quỷ trùng hay diêm vương về bắt vong linh nhà mình về bắt con cháu chết trùng. Để cho các con hiểu rõ, dưới ánh sáng của Phật Pháp, khi chúng ta khám phá cái vườn tâm, chúng ta mới thấy được, à vậy cái này ấy, mà nói nghiệp trùng thì cũng lại gốc là từ gì? Từ cái tâm của mình mà ra. Ba chàng thương gia này cùng khởi ác tâm, cùng nhau lường gạt một bà lão già, lại còn ác hại bà ấy nữa. Nghe không? Đấy, ác hại bà ấy nữa. Cho nên ấy, xảy ra cái quả báo này. Như vậy gốc của nó là ở cái tâm ác của mình. Đó, tâm ác của mình, cho nên mình chịu quả báo ác. Quả báo ấy nó sẽ xảy ra liên tiếp như vậy. Đó. Thế cho nên ấy, các con nhớ, cái nạn nghiệp xảy ra đối với chúng ta nó không phải là cái tự nhiên, ngẫu nhiên, nó có nguyên nhân của nó. Wow. Thì đây cũng thế, ba con người này tại làm sao mà bị chết cùng ngày như thế? Mặc dù con bò nó đã chết rồi mà nó vẫn còn làm cho một vị nữa phải chết theo. Đấy, thưa đại chúng. Thì cái câu chuyện này là một câu chuyện cũng rất đặc sắc để các con nhớ và các con có thể ứng dụng câu chuyện này trong cuộc sống của mình hàng ngày. Và các con giải thích được những cái chuyện nếu nó xảy ra tương tự như thế này. Ví dụ có nhà bạn nào đó có cái chuyện gia đình mấy người chết liên tục, người ta buồn khổ, các con có thể nói đây là nghiệp của nhà mình, cùng nghiệp đấy ạ. Nhà mình có cái đồng nghiệp, cùng làm tạo nghiệp, những người này có tạo nghiệp cho nên khiến chết như vậy. Vậy bây giờ gia đình muốn cho nó dứt, nó dừng cái nghiệp này thì phải làm sao? Thì phải tu tập mới chuyển hóa được các con ạ. Đối với Đạo Phật chúng ta thì phải lấy sự tu dưỡng, sám hối và tu tập, làm phước thì sẽ chuyển hóa được nghiệp. Cho nên gọi là tu là chuyển nghiệp các con ạ. Nhá. Và các con vững tin ở chỗ này, câu chuyện chết trùng này nó không phải chỉ xảy ra với ai đó đâu mà có thể xảy ra với gia đình mình. Các con ạ, đối với gia đình của nhà sư phụ, khi mà sư phụ mới đi tu thì bố chồng của cô em gái đúng ngày giỗ của bà mẹ của ông, mẹ của ông chết vào ngày 23 tháng 11. Thì đúng năm sau đến ngày giỗ đầu của bà mẹ thì ông ấy cũng chết trong ngày hôm ấy. Thế là cả nhà lo lắng vô cùng đi xem bói. Lúc ấy là sư phụ còn đang tu ở trong Trúc Lâm Đà Lạt, chưa ra. Cả nhà đi xem bói. Mà các con biết mấy ông thầy bói thì các ông cũng láu cá lắm. Đến ông hỏi vài câu thì mình thì nói ra hết. Thế thì ông bảo nhà này chết trùng rồi. Đúng trùng còn gì nữa? Con chết đúng vào ngày của mẹ, thế là trùng quá rồi. Wow. À, chết trùng rồi. Thế vào có ông thì dọa là thế này trùng nó về còn bắt tiếp mấy người nữa. Kinh khủng các con ạ, cả nhà hoảng loạn hết luôn, bất an vô cùng luôn. Rất may là cái Tết năm đó thì sư phụ được về quê, thì có đến thăm gia đình, ông bà thông gia. Ông thì mới mất mà, thì sư phụ mới hướng dẫn cho cả gia đình sám hối, tu tập và phát nguyện làm phước.
Và sư phụ đứng ra đảm bảo rằng không có chuyện gì, mặc dù rất nhiều ông thầy bói khẳng định sang năm lại có người chết nữa. Nghe không? Và còn chết 3-4 người nữa. Chứ không? Rất sợ, cả nhà sợ hãi. Coi như gần đến cái Tết đấy là không một ai dám đi đâu cả. Gần đến cái Tết năm sau không ai dám đi đâu. Nhưng sư phụ bảo cứ đi, yên tâm. Đó. Và các con thấy đúng từ đó đến giờ không có ai bị làm sao cả. Gia đình an ổn, không vấn đề gì cả. Đấy mà mặc dù rất nhiều thầy bói phán rằng nhà này sẽ tiếp tục chết, những người này chết nữa. Đó, đấy là câu chuyện trong gia đình của nhà sư phụ đấy. Thế thì như vậy nó không phải là chỉ xảy đến với ai đâu, phải xảy đến với chính có thể gia đình của các con. Chứ các con phải biết được cái lý thuyết này, biết được cái nguyên lý này để chính mình chống đỡ cho gia đình mình. Chính các con là chỗ nương tựa cho gia đình. Và nếu nó chuyện ấy xảy đến gia đình nhà mình, dòng tộc nhà mình, thì các con có thể hướng dẫn cho gia đình, cho dòng tộc quy y Tam Bảo. Lúc đó là sư phụ hướng dẫn cho cả gia đình nhà ông bà đấy quy y Tam Bảo, rồi giữ giới của Phật, rồi bắt đầu làm phước, phóng sinh, bố thí và cúng dường. Đấy, thế mà đến bây giờ gia đình yên ổn, không có chuyện gì xảy ra đến nay là bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi? Đó. Trong khi đó thì các thầy bói hù dọa đủ thứ kiểu và sợ lắm các con ạ. Trong tình trạng ấy ai cũng rất sợ, vì ai mà không sợ chết cơ chứ, rất là sợ hãi, không biết rơi vào đầu ai, mới rơi vào đầu ai cả. Đó. Thế thì các con hiểu không nào? Nếu chúng ta không có trí tuệ của Phật, không khám phá cái vườn tâm này, không biết nhân quả này lại do tâm, các con ạ, ba vị thương gia khởi ác tâm, nó chỉ ban đầu là khởi cái ác tâm, muốn lường gạt bà lão thôi, các con thấy không? Chỉ là khởi cái ác tâm thôi, chứ thực ra ba vị này có lẽ là không thiếu tiền để trả tiền thuế nhà. Nhưng vì cái tâm xấu, tâm tham lam, cái tâm mà tham, rồi khởi ra ác, quỵt của bà ấy, rồi lại còn vu khống cho bà ấy, là trả tiền cho bà ấy rồi. Bà ấy nhận rồi, bà lại còn đòi nữa. Đấy, các con hiểu không? Đấy, cái tâm bất thiện ấy mà nó trổ ra thành cái quả, kiếp sau cả ba ông phải chết vì nạn con bò. Thế thì chúng ta tương tự suy ra, có thể chúng ta nếu mà gây ác nghiệp như thế, ta có thể không chết vì con bò, ta chết vì tai nạn này, tai nạn kia, các con ạ. Đấy, tất cả những người mà bị tai nạn đều phải có nhân và có quả đấy các con ạ, chứ không phải là không đâu. Đấy, các con nhớ. Mà ở đây chúng ta là người, ai không muốn được bình an? Chúng ta muốn được bình an thì chính chúng ta phải tu tập các con ạ. Phải tu tập, phải tự mình làm những việc phúc thiện thì mới đem được bình an cho mình. Bản thân sư phụ thì rất thấm thía cái điều này. Wow, rất là thấm thía. Cho nên rất mong các con tuổi trẻ cũng thế. Chúng ta biết tư duy, đừng nghĩ, đừng kiêu hãnh là con còn trẻ, con không sợ nhân quả. Wow, trẻ rồi là không sợ nhân quả, không phải. Nhân quả không chừa ai các con ạ. Chúng ta còn trẻ, nhân quả vẫn phải trả như thường chứ. Đấy, vẫn phải trả như thường. Đấy, thì qua câu chuyện này các con hiểu rõ quả báo của việc chết trùng. Chết trùng là do nghiệp, tạo nghiệp giống nhau, trùng nhau, cho nên sẽ chết trùng. Chứ không phải do có ma trùng, quỷ trùng, thần trùng hay chết vào giờ trùng. Ông vua Phất Gia Sa đã được Đức Phật biết trước là ngày mai ông sẽ chết. Phật biết trước mà, nghe không? Phật biết trước, chứ không phải là ông ấy chết vào cái giờ này là cái giờ độc địa gì cả, nghe không? Biết ông phải trả cái nghiệp đấy. Như vậy Đức Phật biết trước thì các con biết là do nghiệp rồi, nghe không? Thế cho nên ấy, các con nhớ, người ta nói là trăm đường không tránh khỏi nghiệp. Thế các con làm sao để mà tạo được những cái nghiệp tốt lành? Thì quá trình mà tu học là sư phụ mong muốn các con dần dần, mỗi ngày các con thâm hiểu về nhân quả, phải tin chắc nhân quả các con ạ. Sư phụ sợ nhất là các con không tin nhân quả, nhắm mắt làm bừa, phải không? Nhà Phật gọi rằng Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Các vị Bồ Tát có trí tuệ thì họ sợ nhân, tức là khi mà họ gieo nhân, họ rất cẩn thận, rất dè dặt. Rất dè dặt, cái nhân này là nhân ác, chắc chắn nó sẽ trổ cái quả khổ cho mình, đừng gieo, phải dè dặt. Nhân này là nhân thiện, nhân lành, gieo nó sẽ được cái quả lành, quả tốt cho mình thì gieo,
Thế còn chúng ta là phàm phu á, phàm phu thì sợ quả là sao? Phàm phu lúc gieo nhân là có con gieo nhân bừa bãi, có phải không? Chả kể gì, nhân gì tớ cũng gieo, phải không? Nhân gì cũng gieo. À, đánh cờ, đánh bạc, chơi bời, trác táng, rượu chè, bê tha, lừa gạt, đu thứ thoải mái, nghĩ là có sợ quái gì, mình còn trẻ này sợ gì? Nghe không? Nhân quả với ai chứ nhân quả làm gì mà đến với tớ? Nghĩ là không sợ. Cho nên khi các con còn trẻ cũng thế, rất hay xem thường những chuyện này, mà không ngờ rồi nhân quả nó vẫn tự đến với chúng ta. Nghe không? Thế cho nên Phật dạy là chúng ta phải biết sợ từ lúc gieo nhân, chứ đừng đợi đến khi quả khổ nó đến rồi các con lúc ấy ăn năn không kịp. Con ạ, ăn năn không kịp đâu. Sư phụ thì rất là biết, có thể hôm nay các con gieo cái nhân bất thiện này, vài năm nữa quả nó mới trổ ra, cảm nhận được các con ạ, chứ không phải không đâu. Nhưng mà khi nó trổ ra rồi thì các con không nhớ là cái quả này, mình bị khổ này có phải do ngày xưa mình gây cái tội ác này không. Nghe không? Có những bạn sau khi nghe sư phụ giảng thì cũng biết ăn năn, vì bạn ấy lên bạn sám hối với sư phụ là bạn ấy cũng đã bắt bạn gái đi phá thai mấy lần, cho nên bây giờ bạn bị rất nhiều cái điêu đứng khổ sở, thân thì tự nhiên sinh ra những cái bệnh, mà công việc thì hết sức là trục trặc lận đận. Sau khi mà nghe pháp sư phụ giảng thì bạn nghĩ chắc là do bạn ấy làm việc ác ấy, phải không? Làm cho bạn gái có thai rồi bắt bạn gái đi phá thai, phá mấy cái thai rồi. Bây giờ rất sợ. Bạn ngủ thường bị những giấc mơ dữ, giấc mơ ác, và sinh ra cái bệnh rất là quái gở. Con ạ, về sám hối với sư phụ. Sư phụ hướng dẫn cho tu tập sám hối. Từ hôm giờ thì thấy đỡ hơn rồi. Đó. Như vậy các con ạ, không phải tuổi trẻ mà không có nhân quả đâu. Nhân quả nó đều xảy ra hết đấy các con ạ, không chừa ai mà. Nha. Thế thì qua cái bài pháp hôm nay, sư phụ mong rằng các con hiểu được giữa nhân và quả, cùng gieo nhân thì sẽ cùng gặt cái quả ấy, và quả báo của việc chết trùng chính là do nghiệp trùng nhau, mà nghiệp này do tâm mình khởi tạo. Đấy, vẫn là gốc ở nơi tâm chúng ta. Cho nên sư phụ mong các con sẽ cẩn thận đề phòng với tâm mình nhé, luôn luôn đề phòng với tâm mình, đừng để cho nó nghĩ ác rồi khiến ta làm việc ác.